Chương trình thời sự tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, tổ hợp Samsung Việt Nam, công ty điện tử Samsung Vina, tổ chức tuổi trẻ thành đạt Việt Nam và trường đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án Samsung Innovation Campus 2022-2023. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trịnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Samsung và các trường đại học nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Theo biên bản ghi nhớ, Hai bên sẽ hợp tác tổ chức tập huấn và giảng dạy các chương trình của dự án Samsung Innovation Campus cho giảng viên và sinh viên. Trong năm nay, Samsung sẽ triển khai chương trình đào tạo dữ liệu lớn Big Data dành cho 25 sinh viên đến năm học 2023-2024, thực hiện có 4 khóa học bao gồm khóa học vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và khóa học kỹ năng lập trình cơ bản. Sau chương trình, sinh viên nhà trường sẽ có cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình hội thảo, giao lưu chia sẻ xu hướng công nghệ định kỳ. Cũng tại sự kiện, Samsung cam kết sẽ cung cấp các thiết bị điện tử phòng lab tại trường Đại học Duy Tân. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh khẳng định đây là một chương trình ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, đồng thời tiến tưởng dự án sẽ mang lại nhiều cơ hội học tập và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho sinh viên tại trường Đại học Duy Tân, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố cũng nhân buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trân trọng gửi lời mời tổng giám đốc tập đoàn samsung việt nam có chương trình làm việc tổng thể với thành phố đà nẵng để hai bên có những hợp tác lâu dài chiến lược trong tương lai